Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 2 nhé anh em. Rồi luôn. Tranh làm sao được. Uầy, ông kia hình như là vừa mới tính ngủ hay sao ấy. Anh em lấy hết đồ rồi bây giờ mới tỉnh. Vãi nhái. Để xem nào. Không biết là ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây. Nhưng mà có cái ô nguyên tố lửa à. Ô nguyên tố lửa cùng với là đêm Noel nữa. Uầy, đêm Noel thì có lửa thì cực kỳ ấm áp phải không? Ok, hay là trận này mình sẽ chơi hệ lửa cho anh em xem nhá. Để xem nào. Con nào một xanh xanh thì tìm cây thông nhở. Sinh gịt đi. Trận này kéo mình sẽ biến sinh gịt thành hệ lửa để cho nó tặng quà cho các bạn. Rồi, mong sẽ ra nhiều lửa một chút. Chúng ta có hai Nasus nhưng mà lại xuất hiện thanh niên Quizana. Quizana sẽ là hệ lửa vậy sát thủ nha anh em, khi mà ô nguyên tố trong trận đấu là ô nguyên tố lửa. Vậy là chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái vị tướng hệ lửa như là đây, mình sẽ liệt kê cho anh em xem. Iana này, Zira, Virus, Kingred, Bran, Anie, Amumu, Quizana nữa. Vậy là 8 hệ lửa. Thêm Lắc nữa là 10 hệ lửa. Thêm Seed của chúng ta nữa là 11 hệ lửa. Uầy, có thật không vậy? Mà tìm được con Lắc hệ lửa là hơi khoai đấy anh em. Để xem nào. Đây, Diana đi rồi. Mình sẽ thu thập những vị tướng 2 sao trước để có thể chống chịu cái lượng máu ở giai đoạn đầu game. Chứ không là đội hình của chúng ta cực kỳ yếu luôn đấy. 7 vàng. Có nên bán 2 con Nasus để tích lên 10 vàng không ta? Có khả năng mình sẽ bán nó. Mà từ từ đã, Nasus. Nếu mà nó lên được 2 sao thì nó sẽ chống chịu rất là trâu. Bây giờ thì chúng ta đã có rừng vật tự nhiên rồi. Để xem nào. Nào, ra cho tôi một cái gậy quá khổ đi. Có gì tôi còn biến lửa nhân tạo. Không thì chúng ta sẽ xài chiến thuật fit để có thể lấy thêm một cái thìa vàng nữa. Cũng ổn áp luôn. Ui, hơi nhiều tiền quá rồi nha. Hơi bị nhiều tiền anh em. Quá nhiều là đằng khác. Ui, có hai ông lên cấp 4 rồi. Nếu mà anh em nào mà thấy mấy ông đấy mà lên cấp 4 sớm ấy thì sẽ không hai bron. Đồng nghĩa với là anh ta sẽ không chơi mạnh thú hoặc là cái gì đấy. Đấy, mấy ông chơi mạnh thú với cả rừng tự nhiên thì sẽ không nâng cấp để có thể hai bron. Tùy tình huống. Ui, ông này chơi mạnh thú luôn này. Edgar tier. Tier cái gì mà tier? Để xem là mạnh thú hay là rừng tự nhiên ăn. Khi mà Ivan của chúng ta lên được 2 sao cộng với nó nhân bản nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Rừng tự nhiên cực kỳ nhầy nhụa luôn. Cố lên nào. Rồi, một trận thắng đầu tiên. Mình là mình muốn fit lấy tia vàng cơ. Nhưng mà loại ra rừng của tự nhiên anh em ạ. Vậy là chúng ta sẽ có chuỗi thắng. Ivan luôn này. Càng thế nhở. Đây, mùa luôn. Trận này chơi rừng tự nhiên kết hợp với lửa nhở. Đốt cái thằng Ivan cho anh em. Cây tông Noel đấy. Mấy lần Noel anh em có đi đâu chơi không? Tôi thì tôi ở nhà chơi rồi. Với cả chỗ mình vùng núi cho nên là không có không khí Noel gì cả. Hôm nay chơi cái gì đấy? Tự nhiên rồi à? Không muốn rừng. Anh em nhá, nhiều ông là muốn cũng không có mà chơi đâu. Đây là người ta, nó tự độ mình ấy. Nó độ mình thì mình chơi thôi. Ông này hình như là có vay ne 2 sao mà lại bỏ ngoài à? Chắc chắn là sẽ có ý đồ xấu đi mà. Có thể là fit để có thể lấy thìa vàng. 2002. Rồi, chúng ta có 2 trận thắng cộng với 20 vàng.
Hai LeBlanc. Quá tuyệt vời. Thì cho Quizana vào. Dừng tự nhiên ra hơi nhiều. Không biết là với LeBlanc 2 sao thì chúng ta có thể lấy thêm một cái trận thắng nữa hay không. Senna 2 sao đến vị trí của Typhoon. Tiểu An Phương. Ủa, chắc đây là một bạn nữ đây mà. Một bạn nữ đang cũng đồng vị trí với mình là 100 máu. Và bây giờ chúng ta gặp Vua Hùng thứ 19. Mấy cái ông mà đặt cái phong kiếm ở chỗ cơ. Mấy cái ông lên tối à, hơi bị gai luôn đấy. Anh em thấy không? Thất tung cái con mọc gai của mình. Hơi bị gai rồi đấy. Vua Hùng thứ 19 này. Ông này chắc là sẽ chơi mạnh thú đây mà. Rồi, có vẻ như là Tiểu An Phương vừa bị kích bại bởi một thanh niên nào đấy. Còn mình thì vẫn có chuỗi thắng. Chứ không thì sớm muộn gì thì mình cũng gặp Tiểu An Phương mà thôi. Một nước thì không thể nào mà có hai vua được. Chắc là mình sẽ lấy cái trang bị cái khóa cổ đi. Nếu mà được. Ừ, có vẻ anh em không đam mê rồi. Còn mỗi con Sinra của tôi này. Con linh thú chim của ông bay nhanh đấy. Nước của tôi bơi mà. Thủy thần mà anh em. Thủy thần là nó ở dưới nước. Nó bơi mà. Bơi hơi bị ghê. Đấy, Zira này. Bạn thêm một con Iven 2 sao nữa. Con này 1000 máu. Con Quizana thì có chỉ 65 máu, 650 máu thôi. Mình nghĩ là chúng ta chơi hai Iven thì sẽ lợi hơn. Tuy là con Iven nó không có cái khả năng khống chế như con Quizana, nhưng mà lại nó lại có khả năng là bút giáp cực kỳ tâu tó. Bốn áp rồi đây. Chúng ta có 33 vàng. Young Blue Boy. Đội hình cũng có mãnh thú. Chỉ một mãnh thú thôi. Anh ta đang cố gắng xoay chuyển sang cuồng chiến thế mà. Nhưng mà đằng sau đã có được hai người anh em Jack, cả 6 hay sao và Mundo. Nếu mà anh em chơi mạnh thú ở đầu game thì nó hơi yếu khi mà anh em chưa mạ vàng được. Thì anh em nên thủ những cái con cuồng chiến để có thể chống chịu một chút. Rồi anh em đang drone rồi. Nếu ông chơi mạnh thú đồng nghĩa với là tỷ lệ ra tướng nó sẽ bị hạn hẹp đi. Cho nên là những cái ông đấy sẽ ôm nhau mà chết hết rồi. Khoảng 3 ông chơi mạnh thú thì chỉ có một ông lên đỉnh. Ok, chúng ta đang đối đầu với vị trí top 3. Karistu. Đội hình cũng có hai hậu vệ Virus 2 sao. Ném lồng đèn là đẹp. Ok. Tiền luôn. Ui, ông này giống kiểu giống mình như này. Vẫn còn 40 vàng đây này. Ui, dừng tự nhiên ra nhiều vậy ta. Nó tự khắc lên 2 sao luôn anh em. Mình không cần roll luôn. Phải nhái. Nhiều khi mà anh em chỉ cần ấn tìm trận thôi là trận đấu đấy sinh ra là để dành cho anh em rồi. Còn nhiều trận mẹ. mắt đen luôn. Như trận này mình có vẻ hơi đỏ một chút. Khi mà đang có 5 chuỗi thắng liên tục với cả còn 50 vàng lận. Cái gì đây? Một cái áo choàng bạc. Ok, chờ lòng anh em Noel này thì mình sẽ chơi lửa luôn. Một gấu đi chơi phải ở nhà chơi game thôi. Đêm Noel em tiếp tục chơi game. Rồi.
cho Jira 2 sao vào. Bây giờ thì cái đội hình của anh ta, các mấy ông kia chắc là mạnh lắm đây. Lắp đại cái này mà. Chúng ta bây giờ có thể thua đấy, khi mà không lắp trang bị. Trang bị thì nó vẫn chưa phù hợp một chút nào cả. Chúng ta đang đối đầu với đội hình của Typhoon. Có Virus 2 sao ở ngoài. Có vẻ như anh ta cũng đang muốn một cái Giáng sinh ấm áp rồi. Không xong rồi. Rất nhiều bọ. Đồng nghĩa với là chúng ta sẽ bị thua. Có đối thủ cạnh tranh rồi anh em. Càng đấy, mất hẳn mấy tiết. Được. Tôi là tôi mới thích mấy ông chơi cạnh tranh lắm này. Bây giờ thì chúng ta có thể bỏ ba lửa vào đây. Thay vào chỗ con Ivan đúng không? Tăng thừa một con Ivan này. Đấy. Ba lửa thì con Zira của chúng ta nó sẽ bắn lửa tung tóe. Và anh em đang xem đến đây thì hãy đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhá. Và bất kỳ anh em nào có ý tưởng gì về những cái đội hình trong cái chế độ đấu trường chân lý mùa 2 lần này thì hãy đừng quên là bình luận phía dưới giúp mình nhá. Và mình sẽ là người thực hiện cho anh em xem. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã ủng hộ mình. Chúc anh em có một buổi tối Giáng sinh vui vẻ. Như nào? Như nào? Tiểu An Phương chưa lắp đồ giống mình luôn. Không biết là bạn ấy đang băn khoăn về một cái đội gì đây. Kiếm khách, nóc tùn kiếm khách sao? Mình nghĩ là nó bị nép rồi. Cho nên là không cần nữa. Trận này chơi 6 lửa thì kết hợp rừng tự nhiên thì nó lại không ấm lắm anh em. Chơi là phải chơi 9 lửa luôn. Được cái chơi 10 lửa. Được nữa anh em chơi 11 lửa cho tôi. Chơi thế thì có vẻ hơi căng. Ai đây? Vua Hùng thứ 19. Đây rồi. Đây rồi, mãnh thú đây rồi. Hệ thép rất trâu luôn anh em. Mới chỉ có 2 thép thôi nhưng mà chúng ta tốn rất nhiều thời gian để có thể kết liễu cái thằng Rek'Sai và thằng Nocturne này. Rất khó chịu. Một khi mà chúng ta để cho những cái ông mạnh thú này mà lên được 3 sao hết, đấy là một cái điều thì rất là nguy hiểm. Ok, nếu được thì mình sẽ lấy BF. Mình sẽ lắp cái giáp tinh thần. Mất BF rồi. Vậy thì mình sẽ lấy cái giọt nước mắt đi. Ok, ping nhiều này. Lấy thì lấy, đừng có ping. Loạn sinh ngầu lên. Ok. Cứ úp cắp thôi. Có gì thì mình sẽ tìm lửa nhân tạo. Đây, lắp cái này cho con Zira nhá. Sau khi dùng kỹ năng chủ sĩ được hồi 20% năng lượng. 20 năng lượng. Con này chỉ có 75. Được, cho nó luôn. Để con Zira này triệu hồi nhiều cây lắm anh em. Mấy cái cây thì nó bắn stack lửa luôn. Cho nên lửa mắt nhiều. Đấy anh em thấy không? Thì cây nó bắn hơi bị nhiều lửa luôn đấy. Đấy là lý do mình thích con Zira lắm. Mà nãy giờ mà nó lên được 2 sao không thêm một con nào nữa kìa. Hơi bị buồn. Rồi, ba sát thủ. Virus 2 sao những thứ vị trí của Kai Bristol.
cấp độ sau ấy từ vị trí của 2002. Ui, Diana 3 luôn à. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng là một người chơi máu mặt đây. Nhưng mà để xem ai mới là lửa real. Hôm nay thì chơi đội hình xạ thủ kết hợp với cả hậu vệ cũng ổn áp. Mà rất tiếc những cái vị tướng sát thủ của chúng ta đã mo được đến Fane 3 sao, đồng nghĩa với đội hình của anh ta sẽ bị vỡ tan. Rồi tiếp tục úp cấp. Úp cấp để chúng ta tìm kiếm những vị tướng 5 tiền sớm nhất. Còn 32 vàng nữa để lên cấp độ 8. Đây, bây giờ thì anh em nếu mà rốt toán một tí, nó tính luôn cho anh em rồi. Đúng kiểu tính toán hết cả rồi. Nhiều khi là mình cũng hay tính sai mấy này đó. Thiếu 1-2 vàng hơi bị cay. Bây giờ chúng ta đã có được những cái bảng hỗ trợ tỷ lệ ra những vị tướng 5 tiền bây giờ chỉ là có 2% thôi. Lên level 8 thì chúng ta sẽ có được thêm 5% nữa đi bạn. À đó, level 8 là mấy phần trăm ta? 8% đúng không? 6 ấy, quên rồi. Tí lên cho anh em xem. Level 9 là 15%. Rồi cùng cung. Cái này chắc là ổn này. Tại vì cái đòn bắn của chúng ta cũng có khả năng đốt lửa được luôn. Đây này, hôm nay mua hết Zira của tôi đi này. Không biết là chơi gì mà mua Zira đây. Hơi bị cay rồi đấy. Lửa triệu hồi. Tôi đang đứng đâu với vị trí top 1. À, rất nhiều bọ. Ok, xin nhẹ lại cái top 1 nhá. Zira này. Ui, còn 2 phát nữa thôi. Rồi 6% đúng rồi, 6%. Tính nhầm 1%. Ui, ăn nghe này. Vào đây đi. Vì Anie nếu mà nó triệu hồi được gấu thì rất là trâu. Vua Hùng Thư V9 vừa có được Yasuo 3 sao kìa. Con Yasuo 3 sao thì nếu mà nó anti ấy anh em, sẽ chọn cái mục tiêu nào mà nó nhiều trang bị nhất. Rất khôn. Mắt đốm lưỡi luôn. Ui, với ông này căng vậy ta. Virus 3 sao, Diana 3 sao. Ôi, lửa fake rồi, tôi đây lửa fake rồi anh em. 4 lửa. Chắc con số này sẽ không dừng lại ở đấy. Anh ta sẽ chơi 6 lửa hoặc là chơi 9 lửa. Còn mình thì tất nhiên là phải chơi nhiều hơn rồi. Bây giờ đây, mình sẽ bỏ rừng vào tự nhiên đi. Đã đến lúc rồi. Đây, xem, tạm 6 lửa nha anh em. Đến bây giờ chúng ta đã có được 6 lửa. Đang còn thiếu người anh em Amumu nữa đúng không? Amumu với cả Bran nữa. Là 8 lửa. Là có một lửa nhân tạo nữa là 9 lửa rồi. Không lo nữa. Ngoài này ấm rồi. Tiểu An Phương đang rất băn khoăn về đội hình. Đồng nghĩa với là đội hình của bạn ấy sẽ bị lục củng lắm. Nghĩa đang top 1 100 máu giống tôi mà bây giờ thì cái lượng máu của anh ấy đã bị thọt mình khoảng 12 lần. Có thìa vàng.
có cả xin nghịt nữa. Ok, vậy chúng ta sẽ lấy thêm xin nghịt nhá. Không có thì à? Trang bị hơi lủng một chút, nhưng mà chúng ta có thể lắp phong kiếm để có thể hất tung đối phương cũng được. Tại vì mình đang có cái gì ở nhà không đấy? Có mỗi giọt nước mắt ở nhà thôi đúng không? Mấy cái kia thì lắp đồ hết rồi. À đó, có một cục giáp. Roll một chút xem nào. Rồi. Xin nghịt ông già Noel. À, tôi đang thừa một con Leblanc nữa mà. Còn thừa nhiều. Sao đội hình của mình thấy thiếu thiếu? Ủa, thua hơi đậm nha. Nocturne kiếm khách vẫn là một cái điều gì đấy rất khỏe. Hôm nay vẫn còn 40 tiền cơ. Có vẻ như là một pha lật kèo đến từ vị trí của vô hùng thứ 19 rồi. Thêm một sinh nghịch. Amumu. Mình sẽ giải tạm Amumu kích hai hồ vệ, tăng một phần châu chó một chút. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. Đội hình của Z 2002 vẫn đang băn khoăn với cái thẻ vàng, nhưng mình nghĩ là bây giờ anh ta lắp vây đe Bangkok thì sẽ ổn hơn rất nhiều. Cố lên nào. Ủa, cậu cũng phải đi bụi luôn. Vây nè là một vị tướng bắn theo phần trăm máu rất thôn. Nào, xin một cái thiệp vàng đi. Nếu không có thiệp thì chúng ta một trang bị gì đấy cũng ổn. Nếu không có thiệp thì mình sẽ lắp cho sinh nghịch tính lửa nhé anh em. Sinh nghịch lửa ổn luôn anh em, vì cái lượng độc nó sẽ tính cái stack lửa vào, cho nên nó sẽ lại rải lửa khắp mọi nơi. Prime thằng mù skill của nó diện hơi bị rộng ấy. Uầy, đồ hit thế này, lửa này. Nếu mà có lửa thì không có quỷ thư. Chúng ta phải chấp nhận thôi. Nếu không thì mình sẽ bị úng cái thìa vàng mất. Hàn nghe cái này đi. Phong kiếm này à. Nếu mà anh em về lay đánh phong kiếm, lắp cái trang bị phong kiếm là một trang bị Airplay cực kỳ khỏe đấy anh em, làm cho đối phương bất ngờ. Đi bằng chắc là lắp đại luôn đi, không còn gì để mất nữa. Sinh nghịch lửa nó phải khác biệt liền chứ. Đùa đùa đùa, mạnh thú với chúng tôi, mạnh thú với chúng tôi. Cho mọi ông đi bụi luôn. Mình đang muốn tìm cái con King Red lên 2 nữa. Anne lên 2 nữa. Có vẻ điều đấy hơi khó khăn của chúng ta. Đây, hất tung ra xua nào. Hất tung ra xua. Được chưa anh em? Hách não cái nhẹ. Anh em phải tập cái dự đoán trước
khi mà chúng ta bắt đầu trận đấu ấy. Ui, anh em thấy suy nghĩ kìa, lợi hại không? Mắt lợi hại. Sát thương là quá nhiều. Z chắc là không cần thiết với Z rồi. Đội hình chúng ta thì không cần con Z này đâu. Ui, bóng tối mạ vàng à. Càng thế nhờ. Linh hồn bóng tối. Rất nhiều anime. Và đấy là lý do chúng ta không thể nào mà lên được anime hay sao ở thời điểm hiện tại. Mọi anime của tôi đồ đẹp hay nó xét. Không biết là được có được xài skill không đây. Hay là bọn nó cho đi bụi hết. Đùa. Thả gấu. Ui, mày có vút rồng rồi à. Không giết được con virus 3 sao kìa, đốt thốn máu vãi. Có lửa không? Ui, có thêm một slot kìa. Ui. Được của nó luôn. Nếu như mọi người anh em kia mà tranh thì mình sẽ lấy sinh nghịch để nó lên 2 sao. Nhưng mà người anh em kia có vẻ vô tâm với một slot quá. Ui. Có cả Bran luôn này. Full cấp luôn. Không cần thừa tiền. 8 lửa. Bran 2 luôn. Đùa. Sinh kịch 2 luôn. Ui, lắc lửa luôn. Nghỉ 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 nghỉ. Nghỉ game, nghỉ game, nghỉ game. Gì vậy anh em? 10 lửa. 10 lửa sao? 9 lửa thì nó sẽ đốt 210% máu rồi. Ui, lửa kìa. Ấm chưa, ấm chưa? Ấm áp chưa? Quá chất. Lại một sinh nghịch. Điên à này. Giờ làm gì bây giờ? Chắc là roll lên Amumu với cả con Taric lên 2 nữa. Mày pick Amumu làm gì đây? Thích ăn đấm hay sao vậy? Chơi nhau à? Đây em này pick Amumu làm gì đây này? À, vẫn bị hất tung ra xua. Vẫn chủ quan. Uinh. Rồi. Cái này là luyện kim đan này anh em. Lò luyện kim đan rồi, nóng lắm ông ơi. Ấm áp chưa? Hơi sợ bị lạnh nhá. Anne nè. Nói em không mời mà tới. Có một hộ vệ. Đây. Vậy thì mình sẽ chơi đội hình 11 lửa. Tại vì có một hộ vệ nhân tạo nữa rồi anh em. 11 lửa thì nó không úp được cái hệ gì đâu. Chẳng qua lên cho nó đẹp mắt thôi anh em. Để chứng tỏ là mình có đội hình nhiều lửa. Nhất luôn. Nhất server Việt Nam luôn. 11 lửa chắc là mắt ping rồi đấy. Đội hình này chỉ phải cần đến 3 cái thiêu vàng cơ. Hơi bị khó. Thêm cái hộ vệ nữa là phải cần 4 cái thiêu vàng. Thêm lắc lửa đúng cái hệ mà mình đang chơi thì đúng là game nhân phẩm mà. Đùa chứ không phải game nhân phẩm đâu. Game kỹ năng. Ok. Kỹ năng cả. Rồi đội hình 11 lửa. Nhiều anh em thắc mắc tại sao mà mình cho 11 lửa vào làm gì. Để cho đẹp thôi. Amumu luôn này. Rồi Amumu hay sao.
có nên nâng để cho sợ mấy ông này chết sớm quá. Đội mắt ping rồi nhé anh em, mắt ping. Nếu mà mắt ping hơn nữa ấy, mình để giữ lại con Taric. Sau đó thì thêm 4 hộ vệ vào. Nó gọi phải gọi là tuyệt. Mà một khi mà đã chơi lửa phải chơi tới bến. Lửa fake này. Lửa fake này. Rồi, xin game nhá. Cạnh tranh à. Thôi tôi thích cạnh tranh lắm. À mù mù. À hôm nay thì đã chuyển vị trí của Yasuo rồi. Ok. Trận đấu hình như là nó cũng sắp đi đến hồi kết rồi anh em. Cho nên là chúng ta không lên được Amumu 3 đâu, mà Singed 3 đâu. Trận nào phải ngang ngang nhau một chút. Chứ mình thấy trận này, trận đấu này nó chênh lệch. Chênh lệch quá. Khi mà đội hình của chúng ta đã quá mạnh rồi. Chết luôn không? Chết luôn. Vậy thì tôi sửa bạn Vua Hồng thứ 19 nhỉ. À, hết cót rồi. Tìm lắc 3 sao nhưng mà có vẻ là rất khó. Rồi, lên cấp 9 luôn. Kinh nhờ. Bán sinh nghịch bây giờ, ra sinh nghịch. Rồi, đừng hất tung Amumu của tôi nữa nha. Hất tung Zira. Đùa. Vậy thì thua rồi. Thua rồi bu em ạ. À. Ok. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhá. Gặp lại anh em trong những cái video sắp tới ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại.